vô cua đen thôi. Vô, vô. Lúc luôn. Ôi, cũng bự ha. Cũng đã đã. Nè. Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị nhé. Hôm nay mấy anh em đi cắm câu cá chê nha các bạn. Hôm rồi mưa gió quá mấy anh em không có đi làm được các bạn ơi. Mưa sáng giờ mới tạnh luôn. Nói chung là hôm rồi cũng tính đi trải nghiệm mà mưa gió quá trời luôn rồi. Dòng gió bão hôm rồi biển cũng không được mà đi đồng cũng mưa trầm về các bạn. Mấy anh em làm vòng vòng nhà thì chắc đợi im nắng rồi mấy anh em mới đi trải nghiệm nha các bạn. Thì rất mong cô chú anh chị và bạn trong thời gian xem thông cảm cho mấy anh em. Mưa gió quá cũng không có đi làm gì được những clip hay đi trải nghiệm săn bắt các bạn. Hôm nay thì đi cắm câu cá chê, hôm trước cắm câu cá lóc thất bại rồi. Hôm nay chơi cắm câu cá chê cho nó lấy lại cái cảm giác rồi. Cảm giác không cần hả? Trời giờ đang chiến hay đang ngủ chân này. Mấy đàn đóng trùng luôn các bạn. Hổ luôn. Trùng nó thả câu cá tra được không á. Trùng bự bự không á. Mà ít chứ phải nhiều thả câu cá tra được. Giờ mấy anh em chuẩn bị đi cắm nha các bạn. Cắm chắc tối mình mới đi thăm. Rồi giờ này cũng 7 giờ các bạn. Mấy anh em đi thăm câu nha. Mới ra tới cần đầu tiên hết mồi rồi. Thấy ca nhạc quá trời, chiều giờ trời ta nghỉ ca mà. Thấy còn lâu quá, mấy anh em đi thăm luôn. Mùa hông quá, mùa hông. Có dính hả? Dính em ru ta. Càng nó đi dễ hả? Em đầu tiên. Hai cần lũng con. Nhịp dữ rồi. Ồ, nó máng vô cây dữ luôn rồi. Nó bự cái gì đó nha. Bự đó. Rồi dỡ lên đi, để đọt vậy để dỡ lên đừng nắm dây. Chà bá luôn. Tới cá. Này mình thấy cái trường phải lấy theo cái kềm gió mà kềm gió lý. Lê lệ nha các bạn, mỗi cành mỗi con nha. Món gì vậy?
làm liên miên. Nhấp nhấp nước trước kìa. Trước kìa anh Tươi, chỗ mấy cây ở đó đó đó. Đó. Thấy nước lúc nhấp chúng nhấp á. Đó rồi cái gì nữa, lúc luôn kìa. Ôi cần muốn gãy luôn. Đó, đó, đó. Cảm giác sướng tài. Đó. Cái cũng được bự lắm. Ôi quấn vô cây kìa. Trình cảm giác lại chứ bữa hổm cắm câu cá lóc dính ít quá. Này cá chê dính liên tục thì mới đã cần lúc lúc nè. Sướng. Đó, đó không. Cần người thấy thẳng thẳng dây này nha. Đó 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 đó, đó. Nhịp nhịp. Thấy con nhỏ rồi đi, thấy thấy tự giờ ăn trước mà nhúc nhích nước là nó đó. Đó. Đó còn cần kìa. Rồi, đây, cây cần này nè, thấy không? Ô, cái này cần này bị lúc dữ lắm rồi. Lúc luôn. Tới rồi. Cắm sâu quá đây ơi. Cắm sâu lắm vậy. Lúc chiều nước nó cạn. Ui, con này bự nè. Cho nó hỏng một nước đi. Ừ. Cá, con này chà lá lửa luôn. Cá bự quá vậy. Cá quá đã các bạn ơi. Dưới nước nó sâu. Sướng rồi. Nước nó sâu. Cắm cần vô trong. Sáng nằm tốt trên. Ờ mình cắm vô trong vậy đó hả? Cần này thấy là ướt nhẹp đó không biết sao rồi. Dây thẳng á. Để sảy sao? Còn. Nhỏ. Bự. Bây giờ cái tục con nữa bạn. Có. Nhạt quá nhạt ha. Sung dữ ha. Rồi, rồi, nhịp nữa, nhịp nữa.
liên tục mỗi cần mỗi con nha các bạn. Bước sang cặp cây đó nhỏ cần luôn đi. Bự quá. Bự quá này. Chập á. Con này con lấy quay nha, quay tới cá luôn. Quá trời bự không đúng rồi, mưa tầm tã mình làm cái gì cũng bảo cá dê á. Cái dê bảo cái gì bảo luôn, bởi vì nhiều quá nó rẻ thúi luôn. Okay, có mối dặn nè các bạn ơi. Hồi trước đi đặt lời á, dính nhiều quá mấy anh em ở đặt giá dòm thấy điện quá trời. Rồi bữa đó mình bán hết rồi, mình nói để bữa nào có mình alo. Rồi mai có cá chê giao rồi đó. Vô. Ủa bự rồi, bự rồi. Nó bự ra. Quậy. Lấy. Sướng nè. Chăm chăm không? Ừ. Chiến xa cũng câu cho cái dê này hay lấy kìm theo cũng được. Vô bà hộp hết rồi tới cho thì la không rồi, nghe la không có ca gì đâu. La không rồi. Cái này chắc nhảy bây giờ á. Cần này chắc chắc quá cả hiện luôn à. Sao tới anh ta luôn à. Rồi. Còn mồi luôn. Đó, ngay đó anh cần luôn đó. Chiều nhớ cắm đây cần bây giờ bị lúc mất tiêu rồi. À. Lúc trong luôn hả? Không nhớ điểm rồi là mất luôn. Ồ dính cá chà bá chết luôn. Lôi với ngủ không phải à. Ồ nó lôi kìa. Ồ cần câu lú lên có tắt một bởi vì nó lôi xuống cái mắt phải. Xứng đáng cá. Ngủ. Để thăm sớm chút con chết nhé. Sửa cặn lại. Thằng này chết quất à, anh ru. Lúc lúc vô 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 quá vô. Lúc nữa hả? Lúc luôn. Chăng ngốc luôn. Lúc. Này cái
nhịp nhịp ra lúc đọt luôn á. Con này chắc bự đây này, bự nhỏ gì lên mấy cái nhỏ 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 gì nhỏ như vậy. Thấy trước cũng ginh nước nữa đó anh Tư à. Chỗ cái lỗ đó. Xong đó. Thấy không? Thấy nhịp nhịp phải không ta? Ở đây, ngoài này. Ngoài này thấy chút quất à, lúc luôn. Mình đổ quét luôn. Mưa lâm râm luôn ta. Rồi lùi lại cái anh ta. Rồi đó thấy không? Nãy nói cũng ginh rồi, lúc luôn kìa. Lúc luôn. Mình cao cao vậy lúc luôn kìa. Liệt xuống rồi bạn ơi. Cái này coi thử đi. Ừ. Vô bà ơi. Lâu vô bà. Nhỏ. Nhỏ. Mới dính vậy còn mạnh liệt liền liệt liệt. Liền tầng ha. Vất bại đó. Cấm cá chê là sướng được con cái đó mà. Mình lấy cảm giác. Lại tới thì cần gục. Ừ. Trình đến đây cái kết thúc rồi. Thấy cũng em ru rất là cần xảy gì xe dây ta. Còn mấy cần nữa hết rồi mà. Lực bình nó chừng nước ngập quá à. Ừ. Có dính hay gì nha, dính mấy gốc cây đó. Càng trước thấy im quá à, hả? Không ướt gì chứ. Nhưng càng hay càng nó hết rồi phải không? Ừ. Rồi.
sấy hay gì à? Ồ, rồi, thằng này sấy hay gì rồi, lắm rồi. Xe cấp càng cũng dây luôn. Quá nhiều, chưa ăn. Trùng, trùng hổ nhảy hả bạn? Dài nữa. Nãy giờ hết mồi có mấy cần rồi phải không? Cần nào không dính cũng còn mồi. Như hai cần nó hết rồi phải không? Hai ba cần. Này ru luôn rồi. Ngủ luôn. Xuống đây luôn. Ăn máng gì hết, xuống đây. Ăn máng ở dưới rồi, xích ra thôi. Nãy giờ ngủ hai con ha. Rồi, nhúc 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 nữa rồi. Nhúc nhúc nữa rồi. Quá. Rồi, bự không? Bự. Nó gì dữ dữ ta. Bự quá bạn. Cá bành bành. Ngày buổi sáng nữa là phản luôn. Còn như con luôn con hai con. Tới chuyện. Rồi, còn cần nữa hết thì rồi. À, cần hai cần gì nữa. Rất cần cuối nữa nha các bạn. Nhịp nhịp kìa. Quấn nhiều đầu vô trong đó luôn rồi. Đó, đó, đó. Quấn nhiều cái bánh chè đó. Đó. Máng vô dây cây lâm hết. Đấy, nhiều lúc đó, người nói anh em sao không làm cây vợt. Nó thường thường là nó gì kìa là đa số rồi mày. Nên là mà thọc vợt vô đâu được đâu. Thọc vợt vô nó đụng mấy cái nhánh cây, nhánh già rồi không à. Nhưng mà bắt dở lên cảm giác sướng hơn ha. Sướng hơn cái đút vợt, đút vợt. Rồi, cần đó cần cứu nha các bạn. Chừng mười mấy con các bạn ơi. Sáng kiếm thêm chục nữa ha. Sáng kiếm chục ngày nữa này. Thank you.
Rồi, giờ thôi, mấy anh em về tới nhà nha các bạn. Xúc cá lên. Sáu con nha các bạn. Tôi trong đó có hai cái hũ rồi. Thì có con nào không? Có con hải vô đâu rồi. Sáng nay mấy anh em đi thăm sớm nha các bạn. Sáng mình thăm mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Thành quá. Sáng chục nữa là hai mấy con đó là 17, sáng 13 chẳng 30 đây rồi. Sáng 13 chẳng 30 ha. Rồi. Rồi, sáng nay mấy anh em tiếp tục đi thăm câu cuốn câu nha các bạn. Cần đầu tiên nè, lũi vô trong bờ nè, biết còn không? Sấy hả? Sáng nước rồng câu lú lên lại. Vô đó. Vô đó. Vô đó. Vô đó. Hai cần xảy hai cần à. Chê. Con hàng chi. Rồi cần nổi. Chốt hả? Cá nãy lôi chảy câu cá đi. Để lên trên lối anh ta. Không, anh nhảy lên đó. Đây đâu chỗ đó đó. Cái này nè. Nói mắc cầu không ta? Bị lôi mắc cần này. Rồi, cá nó treo trên, nó quắn rồi nè. Cái này nó quấn rồi nè. Không, cái này. Bây giờ đi
xuống cái kẻ thì anh về cầm cái kẻ đó. Ừ, đó từ đó từ đó kéo vô đó rồi bắt nó, kéo con dây vô đó rồi thọc tay vô. Cần trước bút cần hả? Đấy, đó đó là đó nó cần đó lôi giống như dính nè. Ôi. Đây dân tới đây. Để có chút xíu anh tới. Ôi dính à, cá bự rồi. Vô. Vô. Quá bự. Thôi bá luôn. Bá luôn. Ngạnh nó như nó vô ngạnh nó bự ha, ắt liền ha. Rồi cần trước à, nhịp nữa, lúc này không có cần ha. Cần trước nhịp kìa. Vô. Vô cua đen này. Vô, vô. Lúc luôn. Ồ, con bự ha. Cũng đã. Nè. Móc lại luôn đi. Cần nó nhiệt dữ rồi bạn. Từng 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 cần. Cái cạnh nó gì sao mà xảy được. Mình vô cái này. Lý như định hợp mình xảy hai con ha. Còn nó ăn meo. Thôi thì nó mổ rồi đang đây. Sáng này cũng im nha. Có đường à. Năm sáu con này ha. Đó 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 lúc lúc miết, lúc miết luôn. Đâu. Ôi. Đúng à. Được chứ. Chị.
cụ ơi nó dễ sức nha anh Tư. Về. Cụ ơi là nó dễ sức lắm ạ. Lúc. Có đường hả? Năm tấc con rồi đó. Năm con rồi đó. Ôi vô. Đó công chuyện của ta đây. Điện sáng này đua với tối nha. Cái công chuyện này ơi. Lúc. Ô. Kiếm ha. Chưa? Đã không? Này kiếm chục chắc khỏe luôn quá. Chục rồi nè. Em mà được đó. Rồi bên đó ta thấy nhịp dữ lắm rồi kìa. Đằng đó đó. Đừng coi đây không giận tướng đẳng không ra nhịp. Rồi, lúc. Nhận đó kịp đen. Đúng. Chứ cái da nó dai lắm rồi. Dài lắm, má vô cái ngành vậy đó. Nè, cần đó kìa, lúc dưới rồi. Không cần luôn anh Tư ơi. Lồi dưới luôn rồi đó anh Tư. Ôi quá vô. Vô quá vô. Vô bằng cái này mặt thôi chứ. Chừng hút cần nha. Nói một bình này không đâu. Đây cầm nhiều lắm, nó tắt qua rồi, nó cắm rồi, nó trôi. Thấy chú rồi đang rồi. Chú rồi. Giữ ta. Cắn rồi. Đừng dọc mà. Giờ đánh dịp nữa rồi. Mấy con anh Tư? Mấy con hả? Nghĩ gì trong không? Không. Mấy con hả? Kiếm chục được. Chị từ từ cho cái lái nó ấy, đừng nó vô gấp coi cái lái nó bung ra. Bây giờ anh ta qua cái đi. Thằng này lúc rồi các bạn ơi. Liệt lúc vô bụi lục bình luôn. Đó bự ha. Đó đã không? Đã không? Cũng quay ha. Quay luôn. Thì tại tôi thấy ú nó ú không biết. Thấy ú luôn. Thấy ú luôn. Liệt nữa không Tư ơi. Con này chưa rõ nữa cần trước liệt nữa.
cần đây gãy đòn hay gì luôn. Ai cần mình đó. Lúc luôn. Gãy đọt luôn tôi đây. Này đọt gãy luôn, chừng cá khủng nằm dưới. Thế em ru rồi, chắc ngủ luôn. Có dính ngủ luôn. Dính ngủ hay là sảy? Rồi sảy luôn. Sảy luôn hả? Gãy đọt đâu luôn. Cái gì đây? Đi lưỡi lại. Lưỡi này phải đặt ngô mới được. Sợ nó không có. Ở đây không có. Gãy đọc câu. Cái này là câu nữa coi. Cảnh chục coi. Đó vô. Đó con này mới mê nè. Lúc rồi. Nhỏ này thấy lúc quá. Đó. Đâu con này bự à. Lúc đây đây, nhỏ đây. Tới chút anh Tư mới kéo được chứ. Có coi, có coi. Ui, ô bự nè. Bự lên Tư rồi. Đó, quá vô. Thằng kia có tao uống không đây ơi. Có tao uống không. Ồ, bám ta luôn rồi. Bám ta luôn. Gì sao nhẹ quá ta. Đó đó, nó nhẹ cái lúc kìa. Lúc lắm luôn. Con này dính chấu nè. Vô con hành đi. Gửi con này chưa xong tới con kia anh thôi. Tới con kia. Gửi con kẹt luôn. Làm cái câu này cũng đọc ha. Nhận. Rõ mà. Đứng ngoan quánh vô. Lưỡi đó, lưỡi nhỏ nó mán vô, lưỡi này đúng lưỡi cá chê, nó vô rồi đâu có đường ra. Không có đường ra. Lên. Chảy được không ta? Không. Lôi trong luôn rồi. Tới dính gì. Ôi okay. Quá đã. Quá mày. Quá sướng luôn ha. Sướng không? Sướng luôn. Con này hơn màu vàng ha. Mười một, mười hai con gì vậy nha anh Tư? Ngày hôm 17 con đó. Gắn thêm chẳng 30 thôi. Còn hai con nữa là chẳng 30 đó. Lúc, chỗ đây ơi. Lúc nữa hả anh Tư? Lúc. Đó, con chuyện này nè ơi. Đó, đó. Đó. Biết ha, mấy ha. Bên đây ướt đọt. Quay bên đây còn quay bên kia lúc cần. Đồ. Thì làm nó gỡ qua tay thì đẹp. Bên đây ướt đọt nó còn. Còn thấy ướt đọt. Nó còn. Còn đó, việc đó. Đó, nó bự nó tiếp tục luôn. Được không? Sáng này cũng lý hơn cũng sáng. Cá ăn chút kia thôi. Đó, nhỏ.
cầm nó hết rồi các bạn ơi. Cần thấy nhịp nữa. Quá nhỏ rồi. Quá bé rồi. Này hàng khủng luôn rồi anh Tư ơi. Này trong phần này cái chê đây nè. Ông đưa cũng dây vô cho nó kẹt đó. Kéo lên luôn, kéo lên cho nó dính đó luôn. Nhìn bự hơn cá chốt chút hả? Không phải đừng đắm, nắm luôn á. Mà thả luôn á. Rồi, con nó thả luôn. Ơi, cần hay cần nữa hết rồi các bạn ơi. Nãy giờ chắc ngủ luôn. Cá ngủ luôn hả? Ngủ luôn. Quấn là bởi gì? Thấy không nhỉ? Ngủ mà sảy gì nữa. Rất gai lụm vô thôi. Xình hả? Xình không? Xình. Xình dục lên bờ cho chuột đi. Lính cua đen này. Xình dục lên bờ cho lính cua đen ăn rồi bồi bổ đồ mập mập lên bắt chứ. Rồi, mấy anh em về tới nhà nha các bạn. Thành quả buổi sáng. Người con ăn đi. 4 8 13 con. Vừa đủ luôn, vừa đủ 30 luôn. Chưa tính cá chốt hả? Không. Nếu như hai cái thả nè, bây giờ được 15 16 con ha. Thả con chết rồi. Thành quả sáng này là được 13 con nha bạn, 15 con mình thả một con với con chết mình bỏ. Đây, cá này là tối 17 con. Còn 20 con, 30 con chết. 17 13. Cá chốt bỏ ra đi. Chốt nè. Giật cái hàng. Rồi giật cái hàng kia chạy. Chốt chưa nổi. Cả hết. Trời ơi, đại hàng luôn bắt chết luôn. Chốt cho mấy ông. Đây thành quả hai buổi thăm câu của mấy anh em nha các bạn. Tối và buổi sáng. 30 con cá. Cá này thì cũng có người dặn rồi nha các bạn. Bữa hổm mình đặt lời dính nhiều á. Có mấy anh em. Nói chung là mấy anh em gần gần ở đây ở ngoài giá này kia, bây giờ tôi lấy này là được các bạn. Còn xa quá mấy anh em đi gửi cũng xa lắm, với cá này đi gửi xa thì nó bị chết đó rồi. Cá này gửi xe đi thì nó chết rồi, mấy lần mình cũng gửi đi Sài Gòn cho mấy anh em chở về chết hết rồi. Tại vì nó để dưới hầm máy thôi, nóng. Ở đây thì mấy anh em gần gần ở đây thì mình có thể mình giao cho mấy anh em được. Này người ta dặn rồi, 5kg cái này 5kg khỏe ha. Cái đó. Thành quả của mấy anh em được nhiêu đó các bạn ơi. Thì video đi cắm câu cá chê của mấy anh em đến đây Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Chào các chú các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Lấy cảm giác ha. Cảm giác lúc càng.